Rồi, thì xin chào các em học sinh khối 10. Hôm nay mình lại tiếp tục cái phần thứ hai của cái bài số 3, phần language focus. Tức là hôm nay chúng ta sẽ giải quyết nhiều bài tập hơn nha, về hai thể quá khứ đến và quá khứ hoàn thành. Vậy là trước khi mà mình đi vào phần bài tập thì thầy muốn ôn lại cái công thức của hai phần ha, của thì quá khứ hoàn thành và cái thì quá khứ đơn là các em học hôm trước đấy. Trước tiên mình có quá khứ hoàn thành, công thức là gì em? Thể khẳng định là gì nhỉ? Chủ từ cộng head cộng verb 3. Hôm trước mình học đấy. Rồi, phủ đây, chủ từ cộng head cộng not cộng verb 3. Và nghi vấn, ta đổi head này ra đầu câu, đó là head cộng chủ ngữ cộng verb 3. Đấy. Rồi, còn đối với thì quá khứ thì ta có nè, thể khẳng định chủ từ cộng động từ, nếu hợp quy tắc thì ta thêm ed, bất quy tắc ta ra cột số 2. Thứ hai, thể phủ đây thì ta có chủ từ cộng did not, hay viết tắt là didn't, cộng cho động từ nguyên thể chứ không, hay là verb infinitive tùy theo cách dùng. Rồi thứ ba là ta có gì? Nghi vấn, did cộng chủ từ cộng cho gì em? Được không? Đó là công thức. Rồi, thứ hai là thì quá khứ hoàn thành, cách dùng. Một, diễn tả hành động hoàn thành trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ. Cái này mình biết là một thời điểm. Đó, ví dụ, I had met him before 2018. Tôi đã từng gặp anh ta trước năm 2018. Đúng chưa? Rồi, cái thứ hai là gì? Diễn tả hành động hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Nhớ nha, hành động nha. I went to bed after I had finished my homework. Tôi đi ngủ sau khi tôi đã hoàn tất bài tập. Đấy nha. Đấy, vậy là cái hành động mà hoàn tất bài tập này sẽ ra trước, tức là trước ha, hoàn thành trước một hành động khác trong quá khứ. Đấy. Rồi, thì quá khứ hoàn thành, quá khứ đơn diễn tả hành động hoặc là một chuỗi hành động xảy ra và chấm dứt hẳn trong quá khứ có thời gian rõ ràng. Có thời gian rõ ràng. Ví dụ, I met him in 2018, tôi đã gặp anh ta vào năm 2018. Đó, tức là một chị em thời gian cụ thể rõ ràng. Thứ hai, diễn tả thói quen hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ. Đó. Ví dụ, he always rode his bike to school when he was young. Anh ấy luôn luôn gì đi xe đạp tới trường khi còn nhỏ. Đấy. Rồi, keyword tức là những cái từ mà nhận biết. Hôm trước thầy cũng có một lần rồi đó, các em cũng có ghi rồi đó, tức là before, after, by the time, until, as soon as, when, already. Tức là những cái từ này hôm trước thầy nói rồi, là trước khi, after, sau khi, ngay khi, cho đến khi, hoặc là gì mình dịch as soon as cũng vậy, ngay khi, khi đó, đã. Rồi, cái từ nhận biết bên thì quá khứ đơn thì mình có này, thời gian cụ thể đúng không em? Last, vừa qua đó, ago, cách đây, hay là yesterday, ngày hôm qua. In, on, gì đó, những từ cộng cho cái thời gian quá khứ. Xin cộng chủ ngữ cộng verb. When, why, cộng cho một cái hành động ngắn. Đấy là cái phần lý thuyết mà hôm trước thầy cũng đã nói trong cái bài hôm trước. Rồi, thế thì bây giờ các em lưu ý cho thầy là gì? Các em phải thuộc lòng cho thầy cái cách sử dụng. Đối với chia thì là giờ mình phải thuộc lòng cách sử dụng thì mình mới vận dụng, mình dựa vào đâu để giải thích. Bây giờ thầy qua cái phần bài tập. Phần bài tập. Rồi, bây giờ thầy có 5 câu đầu tiên. 5 câu đầu tiên, thầy sẽ cho các em 20 câu nha. 5 câu đầu tiên là thầy sẽ sửa cho đáp án đàng hoàng. Và 10 câu tiếp theo là thầy sẽ sửa miệng. Các em tự chép đáp án vào tập. Và 5 câu tiếp theo là các em phải gì? Tự làm, về nhà tự làm thực tập. Đấy. Rồi, thứ nhất nè, đề bài The Past Perfect and Simple Past Tense.
Rồi, bây giờ các em lưu ý cho thầy từng câu ha. Bây giờ mình phải tìm những cái từ nào mà nhận dạng ha. Nhận dạng khi nào thì ta chia quá khứ hoàn thành, khi nào thì chia quá khứ đơn, rồi dấu hiệu nào. Bây giờ thầy có câu thứ nhất. Đó, các em suy nghĩ cho thầy. She have dinner before she go to class. Cô ấy ăn tối trước khi cô ta. Rồi, như nào em? Tới lớp học ban đêm đó ha. Rồi, vậy bây giờ nè, mình có nè, mình coi nè, mình có dựa vào từ gì em? Before, đúng không? Before là trước nè. Rồi, sau nó là mình sử dụng thì gì? Quá khứ đơn, có trước học rồi. Dạ, rồi trước nó mình dùng quá khứ hoàn thành. Hai cách nhận biết là cái nào xảy ra trước thì tôi chia quá khứ hoàn thành. Vậy là ăn tối trước khi đi. À, vậy là cái này xảy ra trước. Vậy thầy sẽ chia là thành gì em? She had dinner before she went. Đúng không em? À, cái này quá khứ go, went, gone. Rồi, vậy là thầy có câu thứ nhất là gì? She had had before she went to class. Câu số 2. The boy do the homework after the TV program finished. Cậu bé làm bài tập tập ở nhà sau khi chương trình TV hoàn tất. Vậy thì các em thấy cái nào xảy ra trước? Có hai cách. Một là các em dịch làm bài tập sau khi chương trình TV hoàn tất thì mình sẽ nhận dạng là dựa vô gì đây? Hành động xảy ra trước. Dịch ra mình thấy là hành động nào em? Là gì? TV hoàn tất trước, tức là làm bài tập xong. Hoặc là các em cũng có thể dựa vô cái từ này ha, after thì sau nó người ta sẽ chia quá khứ hoàn thành. Vậy chỗ này thầy sẽ chia là have finished. Đó, và chỗ này ngược lại, trước after thì tôi chia quá khứ đơn. Vậy chỗ này sẽ là gì? Did. Vậy là mình sửa là the boy did the homework after the TV program had finished. Đó. Câu số 3. Sam not want anything to eat. Sam không muốn gì đó để ăn bởi vì cô ta đã ăn trưa ở trên máy bay rồi. Là theo các em cái nào xảy ra trước? Là mình dịch ra mình thấy nè, không muốn ăn cái gì bởi vì đã ăn rồi. Vậy là hành động nào xảy ra trước các em? Bởi vì đã ăn rồi xảy ra trước. Rồi, vậy thì tôi sẽ chia cái hành động này sẽ là gì? Quá khứ hoàn thành. Vậy chỗ này tôi chia quá khứ đơn là gì em? Did not want hay là didn't want. Rồi, tôi chia ta. Thứ hai, bởi vì cô ấy đã ăn rồi, vậy ta có quá khứ hoàn thành. Chủ ngữ cộng cho header cộng với 3. Vậy chỗ này sẽ là had, had, hai từ had. Đó. Câu thứ tư, we not go to see the film because we already see it. Chúng tôi không có đi xem phim bởi vì chúng tôi đã xem nó. Vậy là các em thấy hành động nào xảy ra trước? Không đi xem phim bởi vì đã xem nó rồi. Vậy là hành động đã xem nó xảy ra trước. Chỗ này tôi sẽ chia quá khứ hoàn thành. Hoặc là các em cũng có thể dựa vào cái từ nhận biết đấy, already. Vậy thì trên này thầy sẽ chia là gì? We didn't go. Đúng không? Chúng ta sẽ chia we didn't go. Right. Because we had already seen. Vậy là tôi sẽ chia là have already seen. Câu số 5, the postman, cái người đưa thư tới trước khi chúng tôi về đi làm việc sáng nay. Vậy các em thấy hành động nào xảy ra trước? Người đưa thư tới rồi chúng tôi mới về đi làm. Vậy là hành động này xảy ra trước. Hoặc là chúng ta cũng có thể dựa vào cái từ before. Before này, trước này, thì hành động nào mà đứng sau nó, tức là xảy ra gì, ta sao? Chỗ này tôi sẽ chia quá khứ đơn là gì? When. Và chỗ này sẽ là gì? Had come, come, came, come. Vậy là the postman had come. Đấy. Before we went. Là quá khứ của gì? Từ go. Đấy, các em sửa bài vào. Đây, bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo. Từ câu 6. Câu 6 cho tới câu 10. Bây giờ phần này là thầy sẽ sửa miệng
Nha, sẽ sửa luôn và các em gì ghi đáp án vào trong tập, ghi bài tập và đáp án vào trong tập, thầy sẽ không không cho hiện đáp án này nữa. Rồi bây giờ thầy có câu thứ sáu cũng vậy, thầy phân tích luôn nha. Yesterday John go to the store before he go home. Right, vậy là mình dựa vào cái gì các em? Before. Vậy sau nó đây tôi sẽ chia là quá khứ đơn, đúng không các em? À, quá khứ đơn. Rồi trước nó tôi sẽ chia quá khứ hoàn thành. Vậy chỗ này thầy sẽ chia là gì? Have gone. Yeah, vậy thầy đọc lại này. Yesterday John had gone to the store before he went home. Right. Đó là xong câu 6. Vậy chúng ta sửa là had gone và gì when. Câu số 7. When John and I got to the cinema, the movie start already. Cũng vậy thầy phân tích này. Khi John và tôi tới rạp chiếu bóng thì bộ phim đã bắt đầu. À, vậy là gì? Hành động nào xảy ra trước các em? Tới thì phim đã chiếu rồi. À, vậy là bộ phim đã chiếu rồi xảy ra trước. Vậy thì chỗ này tôi sẽ chia là gì? Tôi sẽ chia là gì các em? À, when John and I got to the cinema, the movie had started. Đó, chúng ta thêm đề vào had the started. Rồi, thầy đã chia xong câu 7. Bây giờ đến câu số 8. After we finish our work, we watch TV. Sau khi chúng tôi hoàn tất công việc, chúng tôi xem TV. Đó, theo các em cái nào sẽ ra trước? Em suy nghĩ cho thầy đi. À, vậy là mình có hai cách. Một là mình dịch này, sau khi chúng tôi hoàn tất, chúng tôi xem. À, vậy là hoàn tất công việc xảy ra trước. Hoặc cách thứ hai, các em dựa vào từ after. Sau after, tôi chia quá khứ hoàn thành. Yeah, vậy là thầy có này. After we had finished our work, we watched TV. À, vậy là từ này tôi sẽ thêm ED vào. Rồi đáp án thầy đọc lại nè. Had finished ED. Watched ED. Rồi đến câu số 9. By the time he be 25, he make a million pound. À rồi, hồi nãy mình cũng có mấy từ nhận biết ha. Dựa vô by the time, tức là ngay khi anh ta gì được 20, 25 thì anh ta đã như thế nào, có được bao nhiêu đây em? Nên đã kiếm được là 1 triệu pound. Rồi vậy thì chỗ này tôi sẽ chia quá khứ đơn. Vậy là gì? By the time he were 25, he had made make the. À, had made a million pound. Rồi câu số 10. When we come out of the restaurant, we saw that our car disappeared. Khi mà chúng tôi đi ra ngoài, ngoài nhà hàng, khỏi nhà hàng, chúng tôi nhìn thấy rằng là chiếc xe hơi chúng tôi đã biến mất. À, vậy là gì? Cái nào xảy ra trước em? Khi đi ra thì xe hơi còn không? Mất rồi. À, vậy là hành động này xảy ra trước. Vậy chỗ này thầy sẽ chia là when we came. À, mình có V2 của come là came. When we came out of the restaurant, we saw that our car had disappeared. Đó, vậy là had the disappeared, chúng ta thêm ed. Đấy, là thầy sẽ xong cái câu 10. Tiếp theo, câu 11 cho tới câu 15. Đó, thầy sẽ sửa tới câu 15 thôi nha. Còn 16 tới 20, tức là 5 câu kem về nhà phải tự làm. Giống như cách thầy bày vậy đó. Rồi, thầy có nè. I not watch the film because I see it before. Tôi không có xem bộ phim đó bởi vì tôi đã xem nó trước đây. À, vậy mình dịch ra mình thấy hành động nào xảy ra trước em? À, bởi vì đã xem trước rồi. Vậy là cái này xảy ra trước. Vậy chỗ này xảy ra sau. Rồi, vậy thầy chia chỗ này là quá khứ đơn. I didn't watch. À, nguyên mẫu nha các em. Because I had seen. À, si so sin hồi nãy mình học rồi đó. Rồi, câu số 12. When I got home, I switched on the answer phone. Several people leave message for me. À, vậy là khi tôi về tới nhà, tôi nhắc cái điện thoại lên. Giờ thì có một vài người đã như nào để lại tin nhắn cho tôi. À, vậy thì cái hành động là một vài người đó để tin nhắn này xảy ra gì em? Trước.
đúng không? Cái này là xảy ra xong rồi, vậy là gì? Mình sẽ có này, when I got home, khi tôi về, đúng không? Kéo theo này, I switch, vậy là switch ED, quá khứ. Several people, chỗ này xảy ra trước đúng không? Had left. Đó, leave, left, left, mình học rồi nha. Rồi, câu số 13. I go home after I do all my work. Tôi đi làm sau khi tôi đã làm tất cả gì công việc. Vậy mình dịch ra nè, sau khi mà làm tất cả công việc, cái này sẽ ra trước. Vậy tôi chia quá khứ hoàn thành. Cái này sẽ ra sau, tôi chia quá khứ đơn. Hoặc là các em dựa vô after, rồi cộng quá khứ hoàn thành, đúng không? Rồi, vậy chỗ này thầy sẽ chia là gì quá khứ đơn? I, when, go, when, gone, mình học rồi. After I had done, do, did, done on my work. Câu 14. Before I buy a bike, I save enough money. Trước khi mà tôi mua chiếc xe đạp thì tôi đã dành dụm đủ tiền. Vậy là hành động dành dụm đủ tiền này xảy ra trước, đủ tiền rồi mới mua. Vậy cái này xảy ra sau, đủ tiền rồi mới mua, đúng không em? Rồi, hoặc là các em dựa vô cái từ before, đúng không? Before này. Đây. Rồi, vậy before mình chia qua cái đơn, vậy là có là buy, bought, vậy là tôi chia I bought a bike. Chỗ này qua khứ hoàn thành, had saved. Em bị gì? Vậy là gì? I had saved. Rồi, câu 15. They go home after they finish their work. Họ đi về nhà sau khi họ hoàn tất công việc. Cái câu này mình nếu không nhầm thì mình cũng đã gặp rồi. Rồi, mình gì vậy cha? Sau khi hoàn tất, vậy cái này xảy ra trước đúng không em? Vậy cái này xảy ra sau. Hoặc là các em cũng dựa vô after cộng cho gì? Quá khứ hoàn thành. Rồi, vậy trước nó là quá khứ đơn. Rồi, vậy tôi chia nè. They went home after they had finished their work. Câu 10, 15 thôi nha, thầy sửa đến câu 15 thôi. Rồi, còn từ câu 16 đến câu gì? 20 là các em về nhà tự làm. Thì thầy cũng giảng sơ qua ha. 15 nè. He do nothing before he see me. Anh ấy chẳng làm gì trước khi anh ấy gì gặp tôi. Mình dựa vào từ before nè. Không okay, kém. Đó, các em chia như thế nào? Hành động nào xảy ra trước, hành động nào xảy ra sau. Về tự làm nha. Câu 17, thầy cũng phân tích luôn. They say that she already see Dr. Ryan. Họ nói cha rằng là gì? Cô ấy đã gì? Đã gặp tiến sĩ Ryan. Cũng vậy, cái nào xảy ra trước em? Tự phân biệt ra. Và gì có từ nhận biết nè, already nè. Dạ. Đấy, và các em về các em chia ra cho thầy. Câu số 18, by the time Bill get there, the meeting start. Ngay lúc Bill tới đó, cuộc họp đã bắt đầu. Rồi các em cũng phân tích cái nào xảy ra trước, các em chia cho thầy quá khứ hoàn thành. Hoặc các em cũng có thể dựa vô gì? By the time này, đúng không? Câu 19, when we arrive at our play, khi mà chúng tôi tới gì, tới nơi của chúng tôi đó, thì chúng tôi nhận ra rằng một tên trộm đã gì đột nhập vào. Cũng vậy ha, mình dựa vô gì em? Dịch phải dựa vô này, đi tới. Rồi, chúng tôi nhận thấy tên trộm đột nhập. Vậy hành động nào xảy ra trước, chúng ta chia qua hoàn thành. Câu 20, hầu hết mọi người rời khỏi nhà ngay khi mà chúng tôi tới. Cũng vậy ha. Vậy là mình dựa vô gì em? Dịch thôi, hoặc là dựa vô by the time nè. Đúng chưa? Rồi, vậy là 5 câu này các em tự làm nha. Bây giờ thầy qua phần thứ hai là cái phần trắc nghiệm. Choose the best answer A, B, C, or D. Cũng thế, thầy cũng sửa cho các em 5 câu mẫu và cho xuất hiện đáp án luôn. Còn lại, thầy sẽ sửa miệng và chừa lại cho các em 5 câu về nhà lại. Và thầy có câu đầu, after they their breakfast, they shopping yesterday. Rồi mình dựa vô gì đây? After, đúng không? Vậy là xảy ra trước. Vậy là quá khứ hoàn thành. Rồi mình xem rồi có hình thành cái nào đây. Have không phải rồi nè. Had đúng chưa? Rồi một cái này có một quá khứ đơn, không phải loại luôn. D, had hai cái, đây là B và D. Thế bây giờ một cái là go, một cái là when. Vậy chúng ta học rồi. Quá khứ hoàn thành và quá khứ đơn. Còn cái này là sai. Vậy đáp án chắc chắn là đáp án gì? Đáp án D rồi. Câu số 2. Ngày hôm qua, sáng hôm qua tôi thức dậy vào lúc 6:30. Rồi,
Cái này em dựa vào gì đây? 6:30 có thời gian cụ thể, đúng không? Có thời gian cụ thể. Rồi vậy là mình sẽ chia theo quá khứ đến. Ở trong này các em nhìn qua cái nào? Got, get, were getting, have got. À, vậy là chúng ta chỉ có đáp án A là gì? Quá khứ đơn. Vậy là tôi chọn A. Câu số 3. I heard at the school gate yesterday. À, tôi gặp cô ta ở tại cổng trường ngày hôm qua. À, mình cũng có gì đây em? Thời gian gì? Thời gian gì đây em? Yesterday cụ thể xác định, đúng không? Vậy là tôi sẽ chia thì quá khứ đơn. Ở trong này mình có nè, met quá khứ đơn, meet hiện tại đơn, à quá khứ hoàn thành rồi, hiện tại tiếp diễn không phải. Vậy chắc chắn đáp án A sẽ là đáp án à met. Câu thứ tư, tôi xem bộ phim với bạn của tôi tuần vừa rồi. À mình cũng có từ gì em? Last week, đúng không em? Last week, rồi tuần vừa rồi. Vậy thì là gì? Quá khứ đơn. Vậy mình nhìn qua nha. A watched, à quá khứ đơn, watch hiện tại, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành. Vậy chắc chắn A sẽ là đáp án. Câu số 5. What he before you came? À, bạn là đã làm gì trước khi mà bạn tới? À, vậy mình có cái cụm từ là gì đây? Liên từ before nè, cộng quá khứ đơn rồi. Vậy chỗ này chắc chắn là quá khứ hoàn thành. À, mình nhìn xem nha. Do, the, do, không phải đúng không em? Hiện tại nè, have, done, chính xác chưa? Rồi, have cộng với 3. Này have cộng với 3 hiện tại hoàn thành rồi, have với 3 hiện tại hoàn thành. Vậy mình có đáp án B. Đấy. Rồi các em mà sửa vào, các em ghi cái đáp án vào cho thầy đi. Rồi, bây giờ chúng ta qua tiếp nha. Năm câu tiếp theo. Rồi, năm câu này cũng giống như nãy thầy nói là thầy sẽ sửa miệng. Sửa miệng. Các em chép vào, chép đáp án vào. Vào trong tập. Đó, trước khi làm thì các em nhìn kỹ cho thầy. Đó, các em cho các em xem kỹ cho thầy đi khoảng 1 đến 2 phút. Đọc kỹ đi. Xong rồi thầy sửa luôn một lần. Đọc kỹ cho thầy nhé, để phân biệt nhé. Đây, các em xem xong chưa? À, bây giờ mình nhờ cùng phân tích nha. Phân tích và cùng sửa nha. Câu số 6. They home after day. À, mình dựa vào cấu trúc này của after nè. Đúng không? Rồi, vậy là sau này tôi sẽ chia quá khứ hoàn thành. Đúng không? Trước này là quá khứ đơn. Rồi, mình nhìn xem phía trước này quá khứ đơn có mấy cái. A, C, và đáp án BD tôi loại. Dạ, yeah. Rồi vậy là thầy có này A, C. Và bây giờ này phía sau quá khứ hoàn thành, đáp án A hết finish, đáp án C finish quá khứ đơn. À vậy tôi sẽ chọn đáp án A. Dạ, yeah. Đó là họ đi về nhà sau khi họ đã hoàn tất. Rồi câu số 7. He nothing before he meet. À, anh ấy chẳng làm gì trước khi gặp tôi. Rồi cũng vậy, mình nhìn thấy gì có trúc gì before đúng không em? Before là sau này quá khứ đơn, trước quá khứ hoàn thành. Rồi bây giờ mình nhìn xem ha. Cái này là quá khứ hoàn thành, có mấy cái? A loại, C hết đăng hiện tại hoàn thành loại luôn, B were doing loại luôn. Rồi vậy còn bộ đáp án D. Đó, trắc nghiệm là các em phải làm như vậy. Này, phía sau quá khứ đơn. Bây giờ vậy D chính là đáp án chính xác. Câu số 8. After they we down and. Đó, sau khi mà họ đi rồi thì chúng tôi bắt đầu ngồi xuống ha và nghỉ ngơi. Rồi vậy giờ mình nhìn này cấu trúc after không em, này là ba cái luôn nha. Rồi mình có nè, chắc chắn chỗ này phải là quá khứ hoàn thành rồi. Đó rồi vậy là chắc chắn hai cái này sẽ là quá khứ đơn rồi kéo theo. À bây giờ mình nhìn coi quá khứ hoàn thành một cái này, hai cái này, ba cái đáp án B tôi loại.
Rồi mình xem tiếp này, six hiện tại, rồi tôi loại C luôn. Đây, tiếp này, has gone. Đúng không? Rồi, vậy là cái gì đây? Has set loại luôn. Đấy, vậy là mình còn gì? Cái này thì quá khứ, nhưng mà hiện tại thái, vậy chắc chắn còn đáp án này. Rồi, vậy là gì? Has gone, set, rested, six, set, set. Rồi, đáp án này. Câu số 9. He, me, for what I, for his parents. Tức là anh ấy cảm ơn tôi về những gì mà tôi đã làm cho bố mẹ của anh ta. Rồi, cái nào sẽ ra trước em? Cảm ơn những gì đã làm, vậy là làm rồi, giúp đỡ rồi mới cảm ơn. Vậy cái phía sau này chắc chắn là gì? Quá khứ hoàn thành. Rồi, giờ mình xem mấy cái. Rồi, vậy là có gì đây em? Một nè, hai nè, ba, đúng không? Vậy là đáp án A, C, D. Rồi, bây giờ mình xem cái trước, quá khứ đơn. Vậy là mình có gì? A, quá khứ đơn nè. Rồi, C loại, D loại. Vậy là gì? Con mũi, mũi A. Vậy là câu số 9 là đáp án A. Đó, em ghi vào. Câu số 10. She, that, she already, Dr. Kelly. Cô ấy nói là cô ấy đã gì? Đã gặp gì tiến sĩ Kelly. Rồi, vậy là gì dựa vào đây nữa nè? À, vậy chỗ này là chia quá khứ hoàn thành đúng không? Rồi, mình coi mấy cái. À, đáp án A, 1. Đáp án B. À, đáp án B sai, cái này là gì? Mới được không? Rồi, vậy là có hai cái này, vậy là tôi chọn cái nào em? Chỉ có đáp án A là đáp án chính xác. Đó. Rồi, 5 câu tiếp theo. Rồi, các em cũng nghiên cứu với thầy, 5 câu tiếp theo đi. Rồi, các em xong chưa? Năm câu tiếp theo nha. Rồi, mình tiếp tục nè. They, him, they, him before. À, họ nói, họ bảo với anh ta rằng là họ đã không có gặp anh ấy trước đây. À. Rồi, vậy là mình cũng dựa vô nè. Bảo và không có gặp trước đây, vậy cái chỗ này xảy ra trước, đúng không em? Vậy là chỗ này tôi sẽ chia qua của mình thầy. Đây. Rồi, bây giờ mình nhìn nè. Mình nhìn coi nè, phía sau hiện tại hoàn thành loài đúng không? Rồi cái này quá khứ hoàn thành, nhưng mà phía trước lại là hiện tại loài. Rồi cái này quá khứ nè, quá khứ hoàn thành đúng chưa? Rồi cái này tương lai, cái này thầy thiếu dấu sẹt nha. Rồi vậy là gì? Ta chỉ có đáp án nào em? Đáp án B. Rồi câu số 12. Câu 12 nè. Ở Anh, cô ấy sớm nhớ ra những gì mà cô ấy đã được học. À, vậy là gì? Những gì cô ta được học, vậy là phía sau này sẽ xảy ra trước, đúng không em? Đó sẽ là quá khứ hoàn thành và trước sẽ là quá khứ đơn. Rồi tôi xem mấy cái quá khứ đơn nha. 1 2 3. Vậy là đáp án D tôi loại này. Đúng không? Và đáp án A là remember have learned. Yeah. Rồi đáp án C new learn. Rồi phía sau C tôi cũng loại luôn. Rồi đáp án B have been learning. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn tôi loại luôn. Vậy là còn mỗi đáp án là gì em? Đáp án A. Đúng chưa? Câu 13. The little girl what to her ice cream. À, cái cô bé đã hỏi điều gì đã xảy ra với que kem của cô ta. Tức là cô ta mua cây kem, cô ta ăn một miếng rồi cô ta để đấy, chạy ra chơi xong vào thấy còn một cái cây. À, tức là nó chảy nước đó các em. Rồi, vậy thì gì, điều gì xảy ra trước nha? Vậy là điều gì đã xảy ra với cây kem? Vậy là kem chảy nước trước rồi cô ta mới hỏi. À, vậy là cái vế sau này người ta sẽ chia qua khứ hoàn thành. Rồi em xem mấy đáp án nha. A nè, has happened 1, has happened 2. Rồi đáp án C, happened hiện tại nè, tương lai. Rồi vậy C, D tôi đoạn. Vậy tôi chỉ còn đáp án A và B. Rồi bây giờ là A, B nè. A, quá khứ đơn. Còn B, hiện tại đơn. Vậy B tôi loại luôn. Vậy mình sẽ chọn đáp án là gì em? Đáp án A. À. Câu 14. Who teach you biology last year? À, rồi mình dựa vô cái từ gì đây? Last year, khỏi cần. À, last year là được rồi.
Rồi, vậy là gì sẽ chia quá khứ đơn đúng không? Vậy mình nhìn nè, mình có là am, có quá khứ đơn, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ tiếp diễn. À, vậy là tôi loại hết B, C, D. Tôi có đáp án này. Rồi, câu số 15. Doctor learn French before they went to Paris. À, các bác sĩ đã học tiếng Pháp trước khi họ đi Pháp. À, và mình có cụm đây rồi nè, before nè, cộng quá khứ đơn rồi nè. Vậy chỗ này chắc chắn các em sẽ phải chia gì? Quá khứ hoàn thành. Rồi, vậy em xem nè. À, learn, quá khứ đơn. Has learned, hiện tại hoàn thành. Has been learning, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Has learned, quá khứ hoàn thành. À, vậy D chính là đáp án. Đáp án D. Đúng không nào? Rồi, các em sửa vô đi. Sửa vô cho thầy. Xong chưa? Đó, các em sửa vô. Nãy giờ thầy nói thì chia đó. Rồi, bây giờ thầy qua năm câu tiếp theo là giao về nhà các em tự làm, ha, tự làm nha. Tự làm 8 câu trắc nghiệm, tức là hồi nãy 5 câu tự luận, giờ 5 câu trắc nghiệm là 10 câu, đó là giao về nhà. Rồi bây giờ trước khi mà các em về nhà làm cũng vậy thì thầy cũng hướng dẫn qua, ha, hướng dẫn qua cho các em dễ nắm ha. Ví dụ câu 1 này, cuốn sách xuất bản trước khi mà khách hàng đặt để mua nó là mình dựa vào gì đây em? Before nè, đúng không nào? Rồi, quá khứ đơn nè, vậy trước sẽ là gì? Quá khứ hoàn thành, tự tìm nha. Bài số 5, Nam told me that he gave up smoking long ago. À, Nam nói với tôi rằng là anh ta gì? Đã bỏ hút thuốc cách đây lâu rồi, nha. Rồi, vậy thì là gì? Mình cũng dựa vô đấy, long ago. Và chưa thì gì? À, các em về, các em tự tìm. Tự chia ra ha. Câu số 18. After she had some sandwiches, she had a ring. Sau khi cô ấy gì? Dùng một ít bánh sandwich thì cô ta gì? Đã uống ha, uống cà phê hay gì đó. Rồi mình dựa vào cấu trúc nào đây em? After nè. Đúng chưa? Rồi và after thì sau after mình chia cái gì? Và các em tự tìm. Dưới thầy phân tích thì luôn nè. Quá khứ đơn, tương lai đơn, quá khứ hoàn thành, điều kiện đơn, đúng không? Từ từ, câu 19. She thanked her professor for his special assistance that he offered to her. À, cũng vậy ha, cô ấy cảm ơn vị giáo sư của cô ta về những cái gì sự trợ giúp giúp đỡ đặc biệt mà gì anh ấy đã gì đã giúp cho cô ta. Rồi vậy mình cũng có đây nè, cảm ơn nè về những gì mà ông ấy đã giúp, và chắc chắn chỗ này mình sẽ chia thì gì đó, các em tự tìm. Được chưa? Và theo phân tích thì nè, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành, quá khứ tiếp diễn. Và câu 20. They came to the airport and found that they missed the flight. Họ tới phi trường và nhận thấy rằng là họ như nào đã bị lỡ chuyến bay. À vậy có nè, tới phi trường nhận ra lỡ chuyến bay. Cái lỡ chuyến bay là xảy ra trước đúng không em? Vậy là mình sẽ chia thì gì? Rồi tự tìm. Bây giờ thầy phân tích luôn câu A. Miss, quá khứ đơn. Were missing, quá khứ tiếp diễn. Had missed, hiện tại hoàn thành. Had missed, à, quá khứ hoàn thành. Đấy, được chưa? Rồi, tóm lại là giao bài về nhà là có 10 câu, 5 câu tự luận và 5 câu trắc nghiệm. À, là các em lưu ý, và sau là các em phải làm đó. Rồi, thầy xin tạm biệt lớp. À, hẹn gặp lại các bạn ở cái bài sau. Xin chào các em.